Chào các bạn ơi, đây là những cái hạt tiêu xanh mà con mình nó dẫn học trò đi nông trại ở Đức Trọng, Đà Lạt các bạn. Người chủ nhà người ta thấy thương, người ta cho tiêu xanh, nhưng mà đem về thì ảnh chỉ được ăn hầm ở trong những cái thức ăn hầm nào đó thì một phần thôi chứ không bỏ hết được, còn dư mẹ ở nhà mẹ bỏ ra mẹ phơi rồi mình lấy cái cọng ra. Hôm nay mình làm cái clip này, thứ nhất là mình gửi đến lời tri ân của người trồng tiêu nha, người trồng tiêu và người cho tiêu. Thứ hai nữa là mình tìm hiểu về dinh dưỡng của hạt tiêu, coi mình ăn nó có giá trị dinh dưỡng như thế nào nha. Trong thành phần của hạt tiêu có chứa một số chất như vitamin C, chất béo, tinh dầu, alkaloid. Một số tác dụng của hạt tiêu được nhắc đến như tác dụng trên hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng hơn, hạn chế tình trạng chán ăn, tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng trong thức ăn. Hồi xưa giờ mình chưa có nghiên cứu về hạt tiêu nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ là hạt tiêu có tác dụng gì? Mình là đọc báo sức khỏe cho các bạn con nghe nha. Ăn tiêu có tác dụng gì? Tác dụng trên hệ tiêu hóa là giúp ăn ngon miệng hơn, hạn chế tình trạng chán ăn, tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng trong thức ăn, kích thích dạ dày, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giúp hạn chế tình trạng ăn không tiêu, chướng bụng đầy hơi khó tiêu. Rồi một tác dụng nữa là kháng khuẩn. Hạt tiêu có tác dụng kháng khuẩn cao trong tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp, các vấn đề về tăng răng lợi như sâu răng và viêm lợi, kháng khuẩn trên hệ thần kinh, giúp cải thiện tâm trạng, giảm tình trạng căng thẳng mệt mỏi, do đó có chất làm cho cơ thể tăng sản xuất serotonin, giúp giảm cân, duy trì vóc dáng. Các chất có trong vỏ hạt tiêu giúp cơ thể loại bỏ lượng calo dư thừa, tăng bài tiết mồ hôi và nước dư thừa thông qua đường tiết niệu. Do đó, nếu sử dụng một ít vỏ ngoài của hạt tiêu trước khi bắt đầu tập luyện thể thao sẽ làm tăng hiệu quả loại bỏ mỡ dư thừa. Hay nha các bạn, mình này mình chưa có biết à. Theo y học cổ truyền thì hạt tiêu có vị cay, tính đại ôn. Sao nó cay mà đại ôn ta? Có tác dụng từ trừ hàn, kháng khuẩn, giảm đau, trừ đàm, cho nên được sử dụng để điều trị các chứng đau bụng do lạnh, tiêu chảy, tay chân lạnh, nôn ói, ho lạnh. Quá hay luôn nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình phơi được nhiều lần rồi nè, mình lấy những cái xương ra nè, cái xương mà cái cành dài dài đó các bạn. Rồi mình bỏ qua cái rổ, mình lắc cho bụi bặm nào nó xuống. Bây giờ mình bỏ vô cái hộp này, mình để dành, mình xay mình ăn. Xay rồi đem gửi lại Sài Gòn cho Sài Gòn ăn phụ. Mình rất là biết ơn người trồng, người ta trồng rất là cực khổ rồi người ta hái vô người ta cho mình ăn thì mình phải biết ơn nha các bạn. Hôm trước về thì nó có màu xanh, tiêu xanh thì nó có xanh, bữa nay mình phơi khô rồi nó có màu đen nè các bạn. Nhưng mà mình mách nhỏ với các bạn, nếu mà các bạn muốn thơm á thì trước khi xay mình bỏ vô cối xay, mình xay thì mình rang trước đi ha. Rang trước thì nó thơm hơn. Còn mình để như vậy thì mình xay thì cũng được nhưng mà nó không thơm. Nó ít thơm hơn là mình rang. Đó là cái mẹo đó các bạn. Mẹo nhỏ đó. Và xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Nếu thấy được thì các bạn cho mình một like, một share và một đăng ký nha các bạn. Xin chào.